Xin chào các bạn, mình là Duy Alex. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký một tài khoản TrueCheckAccount. Thì mình đã có một bài viết tương đối là cụ thể trên website duyalex.com, nhưng mà mình vẫn làm video này để hướng dẫn cho những bạn nào mà chưa làm được. Thì các bạn có một số những cái lưu ý như sau. Thì bạn một cá nhân có thể đăng ký được rất là nhiều tài khoản, tức là mỗi website bán hàng các bạn đăng ký một tài khoản đều được, và người ta khuyến khích điều đó. Về mặt lý thuyết thì các bạn có thể sử dụng một tài khoản cho nhiều website khác nhau. Tuy nhiên á, mà để được chấp nhận á, thì điều đó cũng hơi khó. Tại vì nếu mà hai website của bạn kinh doanh hai mặt hàng khác nhau, không liên quan tới nhau, thì sự chấp nhận của hai CEO là hơi khó. Và một điều nữa là TrueCheckAccount họ xác minh tài khoản một cách thủ công, chứ không như là PayPal. PayPal thì một tài khoản, một cá nhân các bạn được một tài khoản. Thì còn trong TrueCheckAccount này các bạn, một cá nhân các bạn được nhiều tài khoản khác nhau. Tuy nhiên đấy, bởi vậy cho nên là họ xác minh rất là kỹ càng từ nguồn gốc sản phẩm các bạn lấy từ đâu. Thậm chí họ có thể liên lạc với cả cái đơn vị cung cấp hàng cho bạn qua email hoặc là có thể là qua điện thoại. Và một điều quan trọng nữa là họ sẵn sàng gọi điện cho khách hàng của bạn bằng điện thoại để hỏi xem là sản phẩm của bạn cung cấp có đúng hay không. Chính vì như thế khách hàng đang rất thích sử dụng TrueCheckAccount này. Mặc dù đối với những nhà buôn bán như mình ấy, thì nó rất là khó khăn đăng ký, mỗi lần đăng ký là khó khăn lắm. Nhưng mà đối với khách hàng thì họ lại yên tâm vì cái cổng thanh toán này rất là bảo vệ họ. Để đăng ký thì các bạn vào truecheckaccount.com hoặc các bạn có thể bấm vào đường link giới thiệu của mình ở đây. Chúng ta qua khoảng 3 bước. Đầu tiên các bạn bấm Get Started. Bạn nhấn username, email, password và website. Mật khẩu các bạn lưu ý, nó gồm có 10 đến 32 ký tự, trong đó có một ký tự viết hoa và một ký tự đặc biệt, và không có một ký tự nào không có từ liên quan tới username. Tại đây các bạn điền thông tin về cơ sở vị trí kinh doanh của các bạn. Đây là đường dẫn đến cái trang mà có chứa địa chỉ kinh doanh của bạn. Để khi TrueCheckAccount người ta xác minh, người ta sẽ xác minh được là địa chỉ kinh doanh của các bạn nó trùng khớp với địa chỉ trên website. Là điều này rất quan trọng trong cái khâu xác minh. Đến bước này là các bạn đã hoàn thành được 50%. Tiếp theo đó là thông tin về doanh nghiệp của bạn. Đầu tiên đó là loại hình kinh doanh, thì các bạn chọn đó là sản phẩm kỹ thuật số hay là sản phẩm vật lý. Thứ ba đó là dịch vụ. Ví dụ tôi chọn một sản phẩm mà tôi đang kinh doanh, đó là thuộc lĩnh vực sản phẩm vật lý và nó liên quan tới văn phòng. Sau đó bạn phải điền cái description vào đây,
để cho cái khi mà cái người ta xác minh ấy, người ta hiểu được là bạn đang kinh doanh cái gì. Và các bạn nên chi tiết một chút thì càng tốt. Ví dụ hầu hết các bạn là cá nhân cho nên các bạn chọn dòng đầu tiên. Tên doanh nghiệp các bạn có thể ghi tên của website của các bạn. Thuế nếu các bạn không có giấy phép kinh doanh thì các bạn không cần phải nhập. Ngày bắt đầu kinh doanh, có thể các bạn đã kinh doanh rồi thì các bạn nên chọn cái ngày bắt đầu kinh doanh, còn không có thì các bạn chọn 1-2 ngày sau khi đăng ký này. Số điện thoại. Email dịch vụ khách hàng. Trong phần phân policy này, đây là các chính sách để hoàn tiền thì các bạn sẽ chọn vào đây. Thì có một số hình thức làm nếu mà các bạn cảm thấy phù hợp với mình, ví dụ như hình thức này, hình thức tức là trên website của bạn đã có một trang về refund policy rồi thì các bạn bấm vào đây và đặt đường link chính xác tới đó. Cái thứ hai là các bạn nếu các bạn không có hoặc là từng sản phẩm các bạn có một chính sách refund khác nhau thì các bạn bấm vào đây. Nhưng mà khi mà các bạn bấm vào đây á thì sau này tất cả những sản phẩm của các bạn phải kèm theo cái chính sách để bồi hoàn. Và thứ ba nữa là tùy theo dịch vụ. Thứ tư nữa là bạn không có chế độ refund. Bạn không có chế độ refund nhưng mà các bạn có chế độ là đổi hàng. Ví dụ như là khách hàng, các bạn chỉ đổi mới cho khách hàng thôi chứ các bạn không có trả tiền, không có lấy hàng lại. Và thứ nữa là cuối cùng là no refund, tức là các bạn không cho refund. Cái này nó sẽ liên quan tới những cái sản phẩm mà download. Ok. Thì cho mình thì các bạn nên chọn đầu tiên này. Và các bạn sẽ phải đưa đường dẫn tới cái trang refund policy trên website của bạn. Tương tự như vậy, trong chính sách bảo mật thì các bạn có hai lựa chọn. Thứ nhất là tới đường dẫn tới cái trang nó chứa các cái nội dung của các bạn. Hai là các bạn sử dụng theo cái mẫu của To Check Out thì chính sách của bạn. Nếu trang web của các bạn hiện tại đã thanh toán bằng credit card thì các bạn bấm yes, còn không các bạn bấm no. Thì các bạn để là 50.000. Ok. Sau đó hoàn thiện xong các bạn bấm continue. Ok, vậy là các bạn đã hoàn thiện được 75%. Phần này liên quan tới chủ sở hữu của doanh nghiệp. Thế này các bạn, nếu một mình các bạn đứng ra kinh doanh thì các bạn đề tên và địa chỉ của các bạn cùng với là chứng minh nhân dân. Trong phần tỷ lệ sở hữu này, nếu các bạn kinh doanh một mình thì bạn để 100% để cho nó đỡ rắc rối. Sau đó các bạn tải file lên, tải file chứng minh. Các bạn nhập số chứng minh nhân dân vào đây ạ. Bạn nhớ bấm nút upload file trước khi submit. Ok, vậy là file chứng minh của bạn đã được cập nhật.
Sau đó bạn bấm Submit Application. Vậy như vậy là các bạn đã hoàn thành xong khâu đăng ký một tài khoản TrueCheckout. Khi đã các bạn 100% đã hoàn thành. Vậy còn những bước tiếp theo là như thế nào? Sau khi hoàn thành thì các bạn có một khâu nữa, đó là liên kết với một tài khoản ngân hàng. Liên kết thì các bạn nếu mà liên kết thì các bạn vào trong website của mình có hướng dẫn, thì trước khi liên kết thì các bạn nên đăng ký một tài khoản Pioneer. Các bạn đăng ký bịch Pioneer sau đó liên kết với tài khoản TrueCheckout này, coi như là các bạn đã hoàn thành xong. Và khi hoàn thành xong, các bạn hoàn toàn có thể là nhận tiền của khách hàng từ website của mình. Và trong thời gian mà xác minh đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể nhận được tiền. Tuy nhiên thì các bạn nhận được tiền vào trong tài khoản của TrueCheckout thôi, chứ không có nghĩa là các bạn được sử dụng số tiền đó. Mình có một vài lưu ý quan trọng với các bạn như sau. Khi các bạn đăng ký thành công và liên kết thành công với tài khoản ngân hàng á, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái tài khoản đó để mà nhận tiền từ khách hàng trong quá trình mà chờ TrueCheckout người ta xác minh. Thì cái quy trình xác minh như thế nào? Quy trình xác minh thứ nhất á, là họ sẽ đọc các cái thông tin đăng ký của các bạn, như lúc nãy mình đã đăng ký á, là tất cả những thông tin về địa chỉ của các bạn trên website và địa chỉ các bạn đăng ký là phải trùng khớp với nhau. Địa chỉ phải trùng khớp giữa website và tài khoản của bạn, ICO và website. Thứ hai nữa là các chính sách hoàn tiền, rồi là điều khoản dịch vụ. Hai cái này rất là quan trọng trong cái khâu người ta xác minh. Thứ nhất, bạn bắt buộc trên website của bạn phải có những chính sách này, và trong cái quá trình mà đăng ký hồi nãy đó thì các bạn phải copy đúng cái link đó để paste nó vào trong cái form đăng ký của các bạn. Cái thứ ba nữa là hồ sơ cung cấp. Theo mình nhé, thì nó có khoảng 3 loại hồ sơ các bạn nên cung cấp cho họ. Thứ nhất đó là một trong ba nhé, không nhất thiết là phải tất cả. Nếu các bạn là doanh nghiệp nếu mà đăng ký doanh nghiệp á, thì các bạn sẽ cung cấp giấy phép kinh doanh chứng minh cho họ thấy là sản phẩm của các bạn sản xuất. Phần nữa đó là trong quá trình các bạn lấy hàng từ Ali, các bạn kinh doanh thì các bạn vẫn được nhận tiền. Chính vì thế là các bạn vẫn kinh doanh bình thường. Lúc đó nghe vào trong cái tài khoản của Ali ấy, các bạn chụp màn hình lại chứng minh cho họ thấy là tôi có lấy sản phẩm từ Ali và bán cho khách hàng như thế này. Thì vì chính vì như thế người ta sẽ biết được cái nguồn gốc của sản phẩm và bạn đã giao hàng hay chưa. Đồng thời họ cũng nắm được cái khách hàng của bạn là ai. Thậm chí họ có thể gọi điện trực tiếp tới khách hàng là người mua cuối cùng của bạn để xác minh là sản phẩm bạn bán có đúng hay không, thời gian giao hàng có đúng hay không. Đó, các bạn từ Ali thì các bạn phải làm như vậy. Hoặc bạn có thể liên hệ với supplier bên trên Ali để mà nói chuyện với họ, nhờ họ cung cấp cho một cái bản hợp đồng, và trong cái bản hợp đồng đó sẽ bằng giấy viết tay á, họ sẽ viết
và ký trước, sau đó scan cho bạn, gửi cho bạn rồi bạn ký. Rồi các bạn lấy cái bản đó gửi cho bên TrueJCloud này. Thì đây là cũng là một phương pháp và một số người mình hướng dẫn họ làm rất là thành công. Gửi hợp đồng. Và cách thứ ba nữa là bạn chứng minh. Bạn chứng minh cho họ thấy là mình đang kinh doanh sản phẩm handmade. Vì kinh doanh sản phẩm handmade như thế này thì các bạn không cần phải chứng minh giấy tờ, các cái hợp đồng hay là mua bán gì cả. Tức là sản phẩm của bạn làm ra. Thì cái công thức này nó không có giống nhau. Vì có người thì họ yêu cầu này, họ yêu cầu cái kia. Nhưng mà trước khi mà bạn làm điều này á, thì bạn không nên, trên cái trang website bán hàng của bạn không nên để hàng của Ali, mà bạn tìm một cái sản phẩm nào đó của gia đình hay là của một ai đó, các bạn chụp lên và đăng lên, đăng nhiều nhiều sản phẩm chút để cho nó rất là tự nhiên. Thế khi họ hỏi, khi họ yêu cầu thì các bạn nói là đây là sản phẩm tôi tự làm ra và tôi kinh doanh trên đây. Đấy, thì lúc đó người ta có thể yêu cầu các bạn chụp thêm một vài mẫu về sản phẩm, chụp thêm cái nhà xưởng hay là cái chỗ mà các bạn làm á, thì cái đấy rất là dễ thôi. Thì trên mạng rất là nhiều, mà tìm các bạn chụp lên, tuy nhiên là đừng có trùng nhau. Thì đó là ba cái cách để xác minh. Thì còn một vài cách nữa thì các bạn mình không có nhớ lúc này. Thì đây là những cái cách mà mình đã làm và mình một vài bạn đã làm thành công. Đó là quy trình và các bước xác minh như vậy. Còn những điều mà lưu ý tiếp theo á, đó là bạn sẽ không nhận được tiền nếu như mà bên TrueJCloud người ta chưa xác nhận được, khách hàng của bạn chưa có xác nhận là đã nhận được hàng. Khi khách hàng xác nhận là chưa nhận được hàng là một. Cái thứ hai là họ sẽ, ví dụ trong điều khoản dịch vụ của bạn ghi là giao hàng trong 20 ngày, nhưng mà đến nay là ngày thứ 21-22 rồi, nhưng mà khách hàng chưa nhận được hàng, thì lập tức tiền của bạn sẽ bị giam và chưa có thể lấy được. Để chừng nào các bạn giao hàng xong, khách hàng chấp nhận thì các bạn mới được nhận tiền. Còn nếu mà sản phẩm số á, thì các người ta cũng liên quan tới cái điều khoản dịch vụ của bạn đã ghi trên website. Khi điều khoản của các bạn ghi trên đó là như thế nào, các bạn có cho phép refund hay không, có cho phép trả hàng hay không, hoặc là thời gian nhận như thế nào, thì nếu mà các bạn chưa đạt được đúng như cái cam kết trong cái điều khoản dịch vụ của các bạn á, thì các bạn cũng chưa nhận được tiền. Thì trong quá trình xác minh của TrueJCloud này, người ta bắt bạn chờ tối đa là 21 ngày. Còn nếu mà trong vòng 21 ngày mà bạn xác minh xong á, thì các bạn hoàn toàn có thể nhận được tiền ngay, không phải chờ thêm nữa. Vì cái cổng thanh toán TrueJCloud này, người ta quan tâm đến khách hàng, người mua cuối cùng. Cho nên là mọi các điều khoản dịch vụ, mọi các sản phẩm bạn bán, bạn phải hoàn toàn tuân thủ luật kinh doanh. Bạn không được bán những cái sản phẩm nhái, những sản phẩm lừa đảo, những sản phẩm vi phạm bản quyền. Thì các bạn dễ được chấp nhận, dễ được xác minh. Còn nếu mà ngược lại thì việc xác minh cực kỳ khó, và họ sẵn sàng gạch tên các bạn một cách lạnh lùng và không thương tiếc. Cũng chính bởi vậy cho nên TrueJCloud luôn luôn được khách hàng ở nước ngoài người ta ưa chuộng, vì nó tránh được nhiều cái tình trạng lừa đảo. Còn PayPal thì các bạn biết rồi, có tuy nó khó nhưng mà nó cũng rất là dễ cho các bạn những cái người mà làm ăn mà bất chính. Chính vì vậy thì mình khuyên các bạn nên phải đăng ký một tài khoản TrueJCloud. Vì mình thấy là tỷ lệ mà khách hàng khi mà thanh toán á, đến cái khâu thanh toán mà thấy là TrueJCloud người ta thanh toán cao hơn là PayPal. Thường thấy PayPal có khách hàng quay ra không thanh toán nữa.
Thì đây là một số những cái lưu ý và cái cách mình hướng dẫn các bạn đăng ký một tài khoản như thế nào. Thì trong video này có những cái điều gì mà mình chưa nói hết, hiện tại mình không có suy nghĩ ra được, thì các bạn có thể comment hoặc là hỏi trên nhóm, mình sẽ giải đáp thêm cho các bạn. Chúc các bạn thành công.